Innova 2006. Vâng, thưa các bác, một chiếc Innova 2006 rất đẹp. Đợt này thì bên em may mắn là mua được mấy chiếc Innova, nói chung là hàng xuất sắc, không dịch vụ taxi, dòng tư nhân xịn, cũng như là cái dòng xe mà bao zin hết các bác nhé. Trước mắt chúng ta là một chiếc Innova 2006. Cái chiếc này bao zin các bác, là máy móc bao zin này, keo chỉ cột kèo bao zin gầm bệ ngon. Đấy, máy cực là chất luôn. Xe tư nhân nha các bác nhé, chạy chuẩn 25 vạn. Đấy, chạy chuẩn 25 vạn một chiếc xe từ 2006 đến bây giờ. Chạy chuẩn 25 vạn cho các bác nhé. Một chiếc này thì quá đẹp, em sẽ cho các bác xem chi tiết. Vâng, thưa các bác, thì em đang bán xe tại Lam Trung Nam Sách, thành phố Hải Dương. Các bác nào đang có nhu cầu mua xe hay bán xe thì hãy đến trực tiếp tại Lam Trung Nam Sách, thành phố Hải Dương, hoặc điện thoại trực tiếp cho em theo số hotline 0789 323 799. Em sẽ có giá hợp lý cho các bác. Và nếu trong mùa dịch này mà các bác không đi được, hoặc có nhu cầu mua xe nhưng mà không đến xem thực tế được, thì em sẽ có người, em sẽ bố trí người chuyển xe tận nhà cho các bác để xem xe. Nếu ưng thì chúng ta vào việc, mà không ưng thì chúng ta sẽ làm việc con khác các bác nhé. Vâng ạ, thưa các bác, thì chiếc xe này bên em vừa mới về buổi chiều ngày hôm qua. Thì tối hôm qua mưa thì em cũng không live stream được. Chính vậy mà hôm nay bắt đầu em lại quay trực tiếp chi tiết cho các bác. Em quay chi tiết nhé, bác nào có nhu cầu mà tìm hiểu chiếc Innova đẹp thì đây là một chiếc xe mà khá là chất lượng, biển 34. Vâng các bác, thì chiếc này bên em đang chào bán cho các bác là 250 triệu đồng. Một chiếc xe nó zin hết thì nó mới có giá trị các bác nhé. Với chiếc xe này thì máy móc còn quá là ok và êm. Đấy, quá êm. Máy móc bao zin, nội ngoại thất keo chỉ bao zin. Xe không đâm đụng, không ngập nước. Đấy. Vâng các bác, thì chiếc này là một cái dòng xe mà đời đầu của Innova. Chỉ hơn 200 triệu thôi, vì cái dòng xe Innova và Toyota thì nó là cái dòng xe rất là bền bỉ và giữ giá. Đặc biệt thì nó thân thiện với tất cả gia đình chúng ta các bác nhé. Rất thân thiện luôn. Thế đây là một chiếc xe Innova khá là chất lượng. Em đang quay một vòng xung quanh đây. Xe được dán tem thể thao quá ok luôn các bác này. Đấy, dán tem thể thao đẹp. Vâng, là một chiếc Innova mà đẹp như thế này thì các bác yên tâm rồi, không phải nghĩ ngợi gì, cứ thế mà mua về đi thôi các bác nhé. Cứ thế mua về đi thôi, không phải làm bất cứ một cái gì luôn. Xe đẹp, long lanh. Máy móc bao zin, keo chỉ nội thất ngoại thất bao zin hết. Con này nội thất ghế da vẫn còn zin nhá. Đấy, một chiếc xe mà khó tìm được. Còn thường thường Innova họ sẽ bọc ghế lại rất nhiều rồi. Đấy các bác nhá, con này ghế vẫn còn zin. Rất đẹp luôn ạ, biển 34 các bác nhá. Xe 34 thì quá đẹp rồi. Sơn si thì bóng nhoáng và form dáng thì không bị va chạm hay đâm đụng gì các bác nhá, tất cả nguyên zin hết. Tất cả nguyên zin hết luôn. Một chiếc Innova 2006. Đây các bác ạ, mà cho xem chi tiết nhá. Thì chiếc 206 này là vẫn form nguyên nhá, form nguyên. Từ 206, 207 là form nguyên, 208 lên form mới rồi đây. Coi như đây là một chiếc xe mà đèn đóm còn nguyên zin này, đèn gầm đầy đủ này. Sơn si đẹp. La răng đúc theo xe. La răng đúc theo xe đẹp nhá các bác nhá, lốp lắp còn rất dày. Đấy, dán tem thể thao vàng đẹp, rất đẹp này. Sơn si thì cực kỳ là đẹp, mỡ màng luôn các bác nhá. Và tôn vỏ không có một chút nào va chạm hay là ma tít cả. Đấy, tay lắm được bọc mạ chrome Innova thì nó đỡ bị xước cái này. Bây giờ mỗi lần mình thò tay về thì mình kéo nó sẽ xước các bác nhá. Nội thất đây ạ các bác nhá, keo chỉ bao zin luôn. Thì nó sẽ có hơi cũ theo thời gian vì từ 2006 rồi các bác nhá, không thể nói hay nói tài được. Cái này vẫn là zin của nó này. Đấy, vẫn là da zin này. Chi tiết giả gỗ cũng rất đẹp này các bác nhá. Đây ạ, chiếc này ghế zin luôn. Ghế nó còn zin nguyên nhá, chứ là quá đẹp. Một chiếc xe đẹp cho nên ghế còn zin nguyên. Tất cả ghế da xịn từ ngày xưa vẫn còn zin nguyên Innova đây. Đấy, một chiếc xe mà để zin tất cả như thế này mới là khó các bác nhá. Chứ còn ví dụ thay ghế cái nhất thì đơn giản thôi. Đấy, nhưng bao zin thế này cực chất luôn. Táp ly táp lô đẹp và rất là hay luôn đây. Là táp lô các bác nhỉ, đẹp cực kỳ luôn. Trần vẫn là trần lỉ nguyên bản ạ. Trần lỉ nguyên bản nhá, điều hòa ba dàn mát lạnh luôn. Máy móc êm du. Và xe đang nổ máy các bác nhá. Đây là xe đang nổ máy các bác này. Chuẩn 25 vạn các bác nhìn đây này. Đấy, 255.000. Và đang nổ máy đây này. Vòng tua vẫn lên gần 1.000 các bác nhìn này. Đây là đang nổ máy nhá. Đố các bác nghe tiếng máy luôn, êm như là gọi là êm du luôn, không nghe tiếng gì cả. Con này thì chưa có màn hình cam nồi. Đấy, gương kính chỉnh điện đầy đủ rồi. Đấy. Các bác nhìn cái bàn chân đạp côn đạp phanh nó vẫn còn như thế này, các bác biết là xe còn đi quá chắc chắn.
Và xe gia đình đã được độ lên một bộ bộ lót sàn 3D đó nhá. Bộ lót sàn 3D đẹp rồi. Đấy, la răng đúc đằng sau đây. Đấy, la răng đúc đằng sau, lốp lắp còn đẹp. Các bác nhá, cua lốp vẫn còn nguyên keo chỉ nhá. Đấy, táp ly táp lô này. Quá chất lượng luôn. Một chiếc Innova 2006. Thưa các bác là 2006, nhưng nếu một số có dòng xe 2008, 2009 chưa chắc đã ăn được. Bởi vì dòng này nó chạy rất là ít. 25 vạn thì các bác ít được, còn quá ít rồi. Đây, da ghế còn nguyên. Đấy, da ghế nguyên nhá. Các bác là có nhu cầu mua mà muốn thay bộ ghế này em sẽ thay, còn nó không phải để nguyên được. Bộ ghế là bộ ghế xịn của xe luôn. Các nhá. Đấy, xe rất là chất lượng. Cửa sau đây ạ, em sẽ mở cái sau lên. Đấy, nhà gia chủ như này đã bọc bộ lót sàn 3D rất đẹp luôn các nhá. Cực kỳ luôn. Đằng sau thì có thể mở hai cái ghế này lên, là chúng ta có một cái khoang chở hàng. Trần lý nguyên bản, điều hòa ba dàn mát lạnh. Đây ạ, hai bên tai đèn đây, rất đẹp luôn. Các cái đinh tán nhà máy hoặc là keo chỉ có những nguyên zin nhá. Keo chỉ nguyên zin hết nhá, không mất một phân nào đâu ạ các bác nhé. Đấy, các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0789 323 799, sẽ có giá hợp lý nhất. Sẽ có giá hợp lý nhất các bác nhé. Một chiếc xe 34. Đấy, một chiếc xe 34 này, cảm biến lùi đầy đủ này. Xe này form dáng cực đẹp luôn. La răng đúc lốp đáp đẹp. Và đây các bác nhìn không biết han mọt được cái gì luôn. Rất đẹp và chất lượng. Máy đang lổ như thì thầm thôi. Keo chỉ không mất một phân. Cột kèo nguyên zin, máy móc nguyên zin. Nội thất vẫn còn nguyên zin như này. Biết là quá, nội thất nguyên zin thế này là một chiếc xe chạy quá ít luôn. Các bác nhá, nội thất nguyên zin vẫn là da zin của nó này. Thường thường các con xe là họ hay bọc lại ghế, như con này còn nguyên zin này. Quá đẹp, quá chất lượng. Cửa đóng chắc lịch luôn ạ các bác nhé. Xe chạy thì vút, khỏe. Đấy, các bác đang có nhu cầu mua 7 chỗ đi về chạy gia đình thì đây là chiếc xe khá hợp lý, chỉ có hơn 200 triệu thôi. Đấy, 250 triệu thì em có vẫn có bớt cho bác, và giá vẫn còn thể xuống được nữa nhá. Giá vẫn còn thể thương lượng được nữa. Các bác có nhu cầu alo trực tiếp cho em luôn theo số điện thoại 0789 323 799 nhá. Em Sơn Hùng ô tô, em bán xe thì rất là dễ tính thôi các bác ạ. Đấy, một chiếc xe Innova. Đây các bác nhé, xe vẫn đang nổ máy này. Gần như là chỉ nghe tiếng quạt gió thôi, không nghe tiếng máy. Và bây giờ em sẽ mở máy cho bác xem này. Đây là khoang máy các bác nhá. Thì khoang máy của chiếc 206 đây. Xe đẹp xuất sắc, các bác khiếm tìm với một con thứ hai. Các bác nhá, tất cả các lốt dập nhà máy còn zin nguyên này. Đấy, rồi thì tất cả các cái khe dập. Rồi đây, phanh ABS bản G xịn đây. Các bác nhá, máy đang lổ êm ru và bao zin nữa các bác nhá. Máy bao zin luôn, chưa có động chạm gì. Máy bao zin nhưng mà rất bốc, rất khỏe. Chứ không phải là máy bao zin mà nó kém đâu các bác nhá. Đấy các bác nhá, xe cực chất luôn. Không có bị han mọt hay cái gì cả. Bởi xe biển 34. Các bác biến 34 là một thành phố rất là hòa bình, rất là êm đềm. Không bao giờ bị ngập lụt cả. Đấy, xe cực chất luôn. Đấy, một chiếc này Toyota nhà, tất cả nguyên zin nhá này. Không mất một cái gì luôn ạ. Có nhá, không mất một cái gì luôn. Xe thì cực chất. 2006 thôi nhưng mà chất cực ngang với 2010. Mà giá thành thì rất là hợp lý, chỉ có 250 triệu đồng. Các bác đang có nhu cầu mua thì hãy alo cho em luôn nhá. Vâng ạ, xin chào, hẹn gặp lại.